quý vị và các bạn cùng ngồi trên cái bàn tọa đàm với tôi hôm nay thì có hai người đàn ông. Tôi nghĩ chắc là các anh xem tuổi nhau, có lẽ cũng trên dưới 60 tuổi. Trước mặt tôi là anh Phan Trung Cang, một chuyên gia kinh tế có tích 7 năm tại xây dựng kinh tế ở Campuchia, tức là một chuyên gia kinh tế sau cái cuộc chiến mà lật đổ được Pol Pot và giải phóng Campuchia của quân đội cách mạng Campuchia với sự giúp đỡ của quân đội nhân dân Việt Nam. Và bên cạnh tôi là một khán giả của Uyên Ninh Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Tình, một cựu chiến binh của Sư đoàn 9. Anh Tình đến với chương trình từ Vũng Tàu. Vâng, xin chào hai anh. Rất là cảm ơn hai anh đã tham gia chương trình. Cảm ơn. Tôi rất là muốn biết anh Tình đến với chương trình thì anh mang theo một cái gì đó để chia sẻ với quý khán giả ở đây ạ. Xin thưa với cái này được ạ. Thưa với tất cả các bác, về anh chị em có mặt trong buổi sáng hôm nay. Thế nói về Uyên Ninh thì thực chất là tôi về cái thời gian thì tôi mới biết được thông tin, nhưng mà kể từ lúc biết được cho đến nay thì tôi cũng là dành nhiều thời gian để tôi theo dõi, và đồng thời là cũng thông qua cái nhật ký của chỗ đồng chí Trần Ngọc Phú và đồng chí Phó Tư lệnh của Quân đoàn 4, cho nên là tôi cảm thấy nó có một cái gì đó nó đưa lại cho mình một cái khoảng thời gian, tức là quay về cách đây gần 40 năm về trước. Nên tôi rất là hào hứng và xin cả thông qua các cái bản nhật ký thì xin có lời chân thành cảm ơn Uyên Ninh và chúc sự phát triển càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Rất cảm ơn anh Tình. Nhân anh có mặt ở đây thì Uyên Ninh cũng xin được hỏi một chút về cái anh có đeo huy hiệu thương binh đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Dạ. Anh có thể chia sẻ anh bị thương trong cái trường hợp nào được không ạ? Cái này báo cáo với toàn thể đồng chí và anh chị em. Thực chất là ở trong cái cuộc chiến đấu thì nó có nhiều mất mát lắm. Đấy, mà thứ hai nữa là tôi rất, tức là qua cả cái đoàn dòng hồi ký của anh Phú và tôi hồi tưởng lại, tức là tôi chứng kiến bao nhiêu cái gọi là trong chiến tranh nó xảy ra cái chuyện đấy là bình thường, gọi là nó xảy ra nhiều cái bi hùng. Cho nên là thực chất bây giờ về đây tôi đọc nhật ký hoặc tôi theo dõi cả cái chương trình ấy, nhiều khi tôi khóc, nhưng mà chắc những người tham gia thì hiểu được cái môi trường lúc đấy, tức là chúng tôi nước mắt nó chảy vào trong và chỉ biết tức là ghi nhận các cái sự đau thương đó và biến thành cái hành động để mà hoàn thành cái nhiệm vụ, và để mà nói trực tiếp nói thực tế mà nói là để trả thù cho đồng đội. Thế còn cái nói chung là ở trong cái mất mát của bản thân thì tôi xin phép gắn lại được các bạn. Có nghĩa là anh không muốn chia sẻ cái tình huống bị thương của mình. Vâng. Thế thì anh có thể nói một cách nó ngắn gọn, ví dụ như là trong cái cuộc chiến tranh nào, vì trong một cái thời gian không dài không ngắn, trong mấy chục năm thì Việt Nam chúng ta đã chịu những cái cuộc chiến khá là khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu để giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, và ngay liền sau đó là cuộc chiến tranh để bảo vệ biên giới cả hai đầu Nam Bắc. Thì anh đã bị thương trong cái trận chiến nào thưa anh? Vâng, thế tôi xin tiếp lời. Tức là năm 1979 là cái tất nhiên là sau này từ sau thời điểm đó cho đến 9 năm sau thì cũng là rất là ác liệt, nhưng mà riêng năm 79 là bắt đầu, tức là mình
giải quyết tất cả những cái điểm gọi là về chiến lược ấy. Thế nên tập trung tất cả là mọi là tất cả các cái là trên mọi mặt trận của toàn thể chiến trường. Thì năm 79 là vào cái thời điểm tháng 2 năm, lúc đấy là tôi ở bên cái chỗ mà cái tổng đài của pháo binh, chúng tôi được đi phối thuộc với lại cái trung đoàn 3 của quân khu 5. Đấy, mà nói chung là cũng từ cái chỗ mà cái đơn vị bàn là phải là chiến đấu rất anh dũng và làm cho động lực của tôi. Cho nên là từ đó thì tôi cũng ghi một chút nào là về cái thành tích thì cũng chính là nhờ trận đó, và trong điều kiện là cũng bị về cái là pháo của địch. À, thì tôi thì trong thời điểm đấy là tôi lên để đi, tức là để gọi bọn tôi cứ hay gọi là chỉnh pháo đấy. Thì trong cái thời điểm là từ ví dụ đúng ngày 17 tháng 2 đấy, thì là chắc là qua nhịp theo cái lệnh ở từ ở phía Bắc nào, thì sáng đến 1-2 ngày sau thì chúng tôi mới biết cái trận chiến ở ngoài đó. Thì mình giáp lại là cũng gần như là nó xảy ra cùng một cái thời điểm từ mờ sáng cho đến là gọi là khi mặt trời khuất bóng suốt một ngày tròn. Đấy là tôi thì xin ngắn gọn vậy. Như vậy là các bạn có thể hiểu được là anh đã bị thương ở biên giới Tây Nam, và trong cái dịp 17 tháng 2 tức là một cái sự phối hợp của hai đầu, trong này cũng đánh mà ngoài kia cũng đánh, để dồn ta vào thế gọi là hai đầu thọ địch. Và nghe câu chuyện của anh Tình thì tôi nghĩ là hình như anh là trinh sát pháo binh, vì là anh phải lên để chỉnh cái tọa độ bắn, có đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Thế thì nhân tiện thì tôi xin phép kể lại một chút ạ. Thế thì tức là mờ sáng, lúc mà trời sẽ sáng tỏ của ngày 17 tháng 2 ấy, lúc mà địch nó bắt đầu tấn công, thì từ đó đến khoảng tầm 10 giờ trưa là nó đánh tính chất như kiểu thăm dò đấy. Sau đó là tầm 6-10 giờ thì chúng nó bắt đầu tràn lên, nó gần như là huy động cả cái nhân lực của bên dân nữa. Và sau này sau khi tức là cuộc chiến đấu đấy, thì hôm sau là mình gọi là trong thu dọn chiến trường á, là thậm chí còn nhặt được vô số là các cái súng AK giả đấy, nó làm y như thật, kích thước và hình dáng tức là đứng cách độ khoảng 1 mét là không nhận ra, phải nhấc lên hoặc là sờ tay vào mới nhận biết. Nó dùng uy lực đấy mà, nó áp lực về tinh thần. Đấy, thì khoảng 6-10 giờ thì nó bắt đầu đầu tấn công, mà nó đánh rát quá. Đấy, thì bên cái đơn vị mà chốt tiền tiêu á, là người ta gọi về. Thì lúc mà bọn tôi ở đấy là cái tổ đài, chúng ở trong một khu vực nhỏ với lại bên tác chiến của một cái tiểu đoàn bạn, thì bọn tôi hỗ trợ cho cái hướng chính ấy. Thì trên kia là người ta thúc giục rất mạnh, người ta bảo yêu cầu pháo, tức là yêu cầu pháo hỗ trợ, chứ không là ngày đấy bọn tôi cứ bảo là vỡ chốt. Đấy, tức là cứ nói thẳng ra như vậy. Thế lúc đấy là tình hình nó căng lắm, mà tất cả các cái loài đạn, các cái loài vật lực nó bắn, phải nói là bọn tôi cảm giác cứ nghe hoài chứ không phân biệt nữa. Đấy, thì về cái mẫu trận này thì tôi đã có dịp, tức là cũng được vinh dự đi báo cáo ở cấp trung đoàn và ở sư đoàn chính ở cái cuộc đại hội mừng công của năm 1980. Thì thực chất là báo cáo thì nó có vấn đề, mình làm tương đối chặt chẽ hơn. Chứ còn bây giờ nói chuyện như khi có thể là có phần nào nó có được chuẩn lắm. Vâng. Thành ra nó cũng quá xa rồi mà. Đúng rồi. Vâng. Nhớ được như thế cũng là rất tốt đấy ạ. Vâng. Thì tôi xin, tức là sau khi mà người ta bên bộ binh người ta yêu cầu cái, thì thực chất là nói về tinh thần mà nói thì lúc đấy cũng phải nói là chưa chưa có một cái động lực gì đó. Đấy, nhưng mà
bên kia người ta, tức là bên bộ binh người ta yêu cầu mình hỗ trợ mà. Thì không biết là tự nhiên lúc đấy mình quên sợ luôn. Đấy, thì có, tức là đồng chí Hoàng trung đại trưởng và đại trưởng, đồng chí Hoàng là quê ở Đông Anh, Hà Nội. Đấy, đồng chí nhìn lướt qua một vòng, thì bây giờ hỏi là bây giờ ai lên được. Thì thực chất từ trước đồng chí vẫn tin tôi, nên là đồng chí lại ánh mắt đi tức là quay hướng nhìn tôi. Thì không biết xem đọc, nhưng mà lúc đấy là quên hết cả sợ hãi. Thì tôi buông luôn cả ông nhòm, kẹp cả AK ra, bắt đầu tôi lao lên. Đấy, lao lên kiếm, tức là tìm cái vị trí ở sau gốc cây dừa. Thì nói chung là hỗ trợ từ tầm đó cho đến khoảng gần hết cả buổi chiều. Thì nói chung một cái trận đánh phải nói là rất là mà tôi vẫn là phục nhất là cái chỗ anh em bộ binh của đơn vị trung đoàn 3 quân khu 5, chủ yếu là người ở Quảng Nam, là tôi chứng kiến một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Anh có thể chia sẻ luôn cái kỷ niệm sâu sắc của anh, hay nó chính là cái trận anh vừa kể đó, anh có cái kỷ niệm nào đối với anh em của cái trung đoàn 3 đó không ạ? Có ạ. Thế tôi xin lỗi, tôi đang muốn mong chị hỏi câu đấy. Nếu mà cái kỷ niệm thì nó không nhiều, vì mà tôi đi tập chiến trong vòng khoảng 2 tuần. Nhưng mà tôi cũng mong muốn là nếu như những ngày sau mà tôi đến Việt Nam có điều kiện giao lưu ở khu vực Quảng Nam, thì nên tìm, tức là có cái biết được cái tin của tìm hiểu cái ông này là trung đoàn trưởng trung đoàn 3 lúc đấy. Ông tên là Trương Hồng Anh, ông rất nổi tiếng. Đấy, mà tôi thấy nó có một cái đúng là cái một cái tình người, mà đồng thời cái người cấp trung đoàn trưởng cho nên người chiến sĩ không có gì phân biệt cả. Đơn giản nhất là một chiến sĩ chính chắn của là cái học bản của tôi, ông lại làm việc không ăn thắt lưng. Thế ông anh mới hỏi xong thì ông cái này nói, tức là nói cũng đúng, ông bảo là bị trôi xuống suối rồi đấy, mà một trung đoàn trưởng rút thắt lưng luôn để gửi lại cho anh đây và yêu cầu anh đây là phải thắt lưng vào đấy. Cho nên là chúng tôi cảm thấy là có những người chỉ huy và có những cái tấm lòng sâu sắc, và đồng thời là nó ghi đồng cái dấu ấn như vậy. Hoặc là trong cái trận chiến, từ lúc bình thường thì bọn tôi cũng tham gia truy quét như theo cái đội hình của họ đấy, nhưng mà thấy mấy lần là bất ngờ, là nhiều lúc là ông ấy cho cả xe chích chạy đến trước đội hình đấy, làm cho nên là toàn bộ trung đoàn cứ thế là ào lên. Và để tôi thấy những cái dấu ấn về rất là đẹp. Hiện nay thì ông đã hy sinh. Năm tầm tư thì ông bị hy sinh. Trung đoàn trưởng Trương Hoàng Anh nhỉ? Vâng, lúc đấy ông 29 tuổi. Năm 1984 là ông là đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn 2 bây giờ á, của thuộc quân khu 5, mà hy sinh một cách rất đáng chúng. Anh cũng có thể chia sẻ cái trường hợp hy sinh của sư trưởng của ông Trương Hoàng Anh. Ông Trương Hoàng Anh thì tôi lại nghe lại anh em của người của cái trung đoàn Ba Gia kể lại. Dạ. Nhân một cái đợt mà năm 85 thì tôi có người quen ở gần cái khu vực chỗ đèo Ăn Khê đấy. Thì nghe tin của đơn vị đó thì tôi bắt xe ôm chạy đến luôn để họ tìm lại những cái đồng đội cũ. Tuy nhiên là thời gian ngắn nhưng mà rất là gắn bó. Thì lúc mà tôi đến thì chỉ nghe anh em là trao đổi lại, tức là trên cơ sở là cũng nhiều nguồn tin, nhưng mà chủ yếu là ông chấp nhận ông đi bằng xe cơ giới để ông tiện thể để quan sát địa hình. Phải là một con người phải rất là chủ. Mà sau khi ông hy sinh thì cái đơn vị Tiền Phương, tức là tiểu phòng Tiền Phương không cứu chữa được, là đi chuyển về Việt Nam, nhưng mà cũng không cứu được vì bên chống tăng nặng quá. Xin rất là cảm ơn anh Tình.
nghe câu chuyện của anh thì tôi tưởng tượng ra là một người trinh sát pháo binh đã trèo lên cái cây cao để điều chỉnh, đúng không anh? Điều chỉnh cái tọa độ bắn khi mà pháo mình bắn sang bên kia là trúng hay là chưa trúng, tới hay là đun một chút, có đúng vậy không? Vâng, đúng ạ. Và trường hợp đấy thì ở phía bên kia thì cái người trinh sát ở một cái độ cao đấy sẽ là cái điểm đầu tiên cho lính bắn tỉa của đối phương. Và tức là cái lúc mà cái tình huống lúc đấy thì thế này, sở dĩ tôi nói cái chuyện là tôi buông cái ông nhòm xuống mà tôi chỉ gặp khẩu AK, tức là lên tôi toàn học theo cái phương thức là chỉnh pháo phổ thông mình đã được học, tức là dùng ngón tay và ước lượng là chỉnh đúng thôi. Còn ngay cái địa điểm đấy là cái ga, ngày đấy là bọn tôi hay gọi ga Lô Mia, mà trong nhật ký của anh Phú là ga, hình như anh viết đúng của nó là ga Rodia gì đó, nhưng mà ngay thời điểm đó lính mà nói cứ gọi là ga Lô Mia. Thì ở đấy là có tòa đồ chết. Thì thực chất này, tức là cái lúc đấy là cái bộ phận tác chiến của tiểu đoàn rất là nóng ruột, vì nếu mình cũng nhanh là vỡ chốt, mà vỡ chốt thì nó xảy ra bao nhiêu chuyện thì chắc ai tham gia chiến trận thì biết rồi. Đấy, cho nên là thì người ta yêu cầu là bây giờ không có tòa đồ, không cho bắn vào nhà ga luôn đi. Nhưng mà theo cái nguyên tắc ở trong pháo binh là không cho phép, tức là lúc nào phải có trực tiếp trinh sát để tức là mắt nhìn thấy và trực tiếp chỉnh thì lúc đấy mới được ra hiệu lệnh. Phần thứ hai nữa là chờ lấy nước làm tí nước cho xin nước đá để mình dùng cái này ấm với cổ. Dạ. Uống cái này nó lạnh quá. Lâu trở lại cuộc chiến cảm thấy xúc động. Xúc động lắm rồi. Nghe cái ngoài nhận thấy xúc động. Thứ hai nữa là trong cái tác chiến của pháo binh ấy, là một cái điều, tức là ở trong ngành pháo còn tới là nói cái từ tức là kiêng kỵ nhất là bắn vào bộ binh mình. Và cho nên khó, tức là lúc mà tôi lên rồi thì tôi dùng, tức là dùng cái cơ chuẩn tay này mà, tức là mình nấp ở trong gốc dừa thì kéo thẳng hết cỡ cái cánh tay ra đấy, và dùng, tức là dùng cái đồ trái quất của cái ngón tay thì mình đã được học á, ước lượng ví dụ như là tuy còn phải căn lại cái chỗ mà xa gần nữa, tức là cái tầm là nó, tức là nó ứng 12 hoặc 5 đi giác nhà hàng thì bắt đầu mình đi phát lệnh, phát cái khẩu lệnh để cho bên đại trưởng yêu cầu thông tin để báo về. Đấy, cho nên là một cái khó khăn thôi. Lúc mà tôi lên thì nếu tôi gọi là cho bắn ngay được, nhiều lúc tức là cứ phải nhô người ra phải mấy lần để đo sợ, tức là ước lượng xong thì mình để chưa chắc, một là sợ, tức là nói rằng tức là mình phải bảo tồn cái lực lượng của mình. Đấy, sợ nhất là lỡ vào cái đội hình của binh mình. Thứ hai là nếu mình mà để mà vượt quá đi thì thưa mấy các ông chí là trong cái thời điểm đấy là một cái viên đạn cực kỳ quý hiếm nếu như lên ở cái mặt trận đấy, bởi vì đưa được một cái xe đạn lên là nhiều khi mình phải đổi mang những tính mạng của đồng đội, và nó rất khó khăn. Và trong một cái trận chiến nếu như bắn cái giai đoạn đấy là bắn 3 viên pháo trở xuống thì phải tức là trung đoàn quyết định được, còn viên thứ tư trở lên là phải cấp sư đoàn quyết định, cho nên rất khó khăn cho bọn tôi. Mà bộ binh thì lúc nào mà căng thẳng thì người ta yêu cầu, mà nhiều khi xin lỗi là yêu cầu không được, nhiều khi người ta cáu đó. Nhưng mà mình đâu có quyền đâu. Đấy, mình chỉ có bảo vệ sở chỉ huy hoặc là bảo vệ cái chỗ trần địa pháo đó. Vì những cái khó khăn như vậy cho nên là cản trở ít nhiều trong cái tác chiến. Nhưng mà rất may cái đợt đó là vì thủ trưởng cấp trên, tức là cấp sư đoàn nắm được, nếu như mà không đại không hỗ trợ căng thì mình sẽ mất, mà mất cái khu vực đó là khu vực thì là Ngô Đông đấy. Là mình thực chất trước đó là tôi cũng đã bị tham gia trong một cái trung đoàn đơn vị bạn là rút đến khoảng 5 cây rồi,
nên tôi rất nắm rõ cái đấy. Đấy, và thậm chí cũng ngay ở địa điểm đó, và vì nó chặn thì mình hy sinh rất là nhiều. May, rất may mắn là cái trận đấy là sư đoàn ủng hộ hết mình. Ví dụ tôi bộ binh nó tràn đến đông quá thì tôi hô khẩu lệnh là bộ binh lộ, nhưng mà thì người ta sẽ cấp, người ta sẽ cho bắn ngay là đàn đinh, hoặc là dạng, tôi cũng nói chung là cái dạng tùy theo yêu cầu mình. Anh vừa dùng đến một cái từ là đạn đinh, anh có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Trong tức là nó có nhiều kết cấu mảnh kim loại nhỏ và thì nó chứa ở trong, thì khi mà nổ ra thì nó ấy thôi, nó phản tán thì nó để nó gây cái sát thương nhiều. Vâng, có lẽ là đấy là một cái loại vũ khí sát thương, nghe từ nó cũng hơi lạ. Đúng rồi ạ. Như vậy thì mặc dù là anh Tình thì không muốn chia sẻ cái tình huống bị thương của mình, nhưng mà tôi nghe câu chuyện của anh Tình thì tôi biết là anh đã bị thương khi mà điều chỉnh tầm bắn. Và có lẽ là với cái hành động dũng cảm đó thì trong cái trận đấy về nhà thì đã được khen thưởng, đúng không thưa anh? Vâng, đúng ạ. À, vâng, và người chiến sĩ của chúng ta rất là khiêm tốn, cho nên là anh đã không muốn nói về điều đó, không muốn tự nói về mình. Nhưng thực ra thì anh đó là một điều cũng rất tốt mà cũng cần phải chia sẻ, bởi vì ngay chúng tôi là thế hệ cận kề với các anh, có thể là cùng một thế hệ nhưng anh ở tiền tuyến, chúng tôi ở hậu phương, nhưng cũng không biết được những câu chuyện như vậy. Đừng thì chúng sẽ không thể trách được cái lứa về sau, các cái lớp kế cận mà các cháu các em nó không biết, cho nên cũng rất muốn là các anh cởi mở hơn để chia sẻ những cái điều mà mình vì một cái lý do nào đó khiêm tốn chẳng hạn không muốn chia sẻ. Rất cảm ơn anh. Dạ, rất cảm ơn. Dạ. Các bạn vừa nghe câu chuyện của một cựu chiến binh, em cũng nói cũng rất là ngắn thôi, mới chỉ trong một ít phút, và anh cũng hoàn toàn không muốn nói về mình, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà câu chuyện thì khi mình đã là nhân chứng thì khó mà có thể giấu được mình trong đó.